Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tìm kiếm bằng hình ảnh trên Google. Ví dụ như ở đây, tôi có một hình ảnh này. Bây giờ tôi sẽ mở hình ảnh này lên. Đó, giả sử như ở đây, tôi có một hình ảnh về chú sư tử. Mà hình ảnh này á, nó có kích thước nhỏ quá. Bây giờ tôi muốn là tìm hình ảnh như thế này mà có kích thước lớn hơn, thì tôi sẽ lên Google. Đó, thì cách làm cụ thể như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ mở chương trình web lên này. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ truy cập vào trang là google.com. Rồi sau khi vào Google rồi, để tìm kiếm bằng hình ảnh á, thì đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng chiếc máy ảnh này, tìm kiếm bằng hình ảnh này, chọn vào. Rồi đây, nó có hai tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ tiến hành là up cái hình ảnh mà chúng ta muốn tìm kiếm lên Google. Và tùy chọn thứ hai là các bạn chúng ta sẽ dán đường link của hình ảnh vào trong đây và chúng ta sẽ tìm kiếm nha. Ở đây á, do tôi đã có sẵn hình ảnh rồi nên tôi sẽ chọn cách đầu tiên, tức là up hình ảnh lên Google này, chọn vào upload a file này. Sau đây tôi sẽ chọn hình ảnh này, bấm vào open. Đó, thì bạn thấy này, lúc này nó sẽ tìm kiếm bằng hình ảnh này. Đó, hình ảnh này nó tương tự này, tôi có thể là vào để tôi tìm này. Hình ảnh này nó cũng vậy nha. Đó, bấm vào đây. Đó, sau đó các bạn có thể là phóng to lên để chúng ta có thể là tải nó về nha. Để tải hình ảnh này, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào hình ảnh này, lưu hình ảnh thành này. Đó, các bạn chúng ta sẽ lưu vào máy tính nha. Rồi đây, nó bắt các bạn chúng ta đăng nhập nó mới cho lưu nha. Đó, thì cách thức làm nó chỉ như vậy thôi. Rồi cách thứ hai này, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tìm theo cách thứ hai. Ví dụ như ở đây này, đây tôi muốn tìm ảnh về kỳ thủ là Lê Quang Liêm này, thì tôi sẽ tiến hành là bấm phải chuột vào ảnh này, sao chép địa chỉ ảnh này, qua đây tôi chọn và tìm kiếm một hình ảnh. Sau đó đây tôi sẽ dán đường link vào đây, bấm là tìm kiếm này, thì lúc này á Google nó cũng tìm kiếm nha. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. Hoặc là bạn có thể là qua trang web này này, đây vào google.com này. Ở đây các bạn chúng ta sẽ vào trang là Yandex này. Tiếp theo ở đây các bạn chọn là email này, nhớ nha, vào trang là yandex.com, sau đó chọn vào email này. Muốn tìm kiếm bằng hình ảnh á, ở đây các bạn chọn vào biểu tượng chiếc máy ảnh này. Ở đây các bạn chúng ta sẽ up cái file ảnh mà chúng ta muốn tìm kiếm lên đây, chọn vào select file này, chọn vào hình ảnh mà chúng ta muốn tìm kiếm, chọn vào bằng. Đó, nó sẽ được up lên. Rồi sau khi up lên á, nó sẽ tự động là tìm kiếm nha. Thì cái trang web này á rất là nhiều hình ảnh. Đó, thư viện hình ảnh của nó rất là khổng lồ nha. Bạn có thể là dựa ở đây để chúng ta tìm các hình ảnh có chủ đề tương tự nha. Đây, bạn thấy không? Đây. Đó. Bây giờ các bạn chúng ta muốn tải về thì chúng ta sẽ bấm phải chuột của nó, lưu hình ảnh thành này. Đó, sau đó chọn lưu vào máy tính nha. Còn ảnh này á kích thước nhỏ quá, bây giờ tôi sẽ tải ảnh khác. Đây, tương tự nha, có kích thước lớn hơn này, đây kích thước nhỏ này, đây lớn hơn. Đó, các bạn có thể rê vào từng hình ảnh để chúng ta tìm hình ảnh có kích thước lớn hơn nha. Đó, ảnh này có kích thước lớn này, tôi có thể là tải nó về này, bấm phải chuột của nó, lưu ảnh thành này, chọn nơi lưu này, save. Rồi đây là hình ảnh mà tôi vừa tải về này. Đó, kích thước lớn nha. Thì tìm kiếm hình ảnh trên Google á nó đơn giản như vậy thôi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tìm kiếm bằng hình ảnh trên Google. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.